Sai lầm khi ăn sáng dễ làm tăng đường huyết. Bỏ bữa sáng có nguy cơ cao hạ đường huyết. Nếu người bệnh đang áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn, cần nhịn bữa sáng nên hỏi ý kiến bác sĩ để được điều chỉnh phù hợp. Nhịn bữa sáng làm tăng cảm giác thèm ăn, cơn đói có thể kích thích ăn nhiều hơn vào buổi trưa và chiều, làm tăng đường huyết, dễ dẫn đến các biến chứng tiểu đường. Người bệnh có thể ăn sáng nhẹ nhàng với quả mọng, bơ, táo hoặc ăn sữa chua, không đường với quả tươi. Bữa sáng ít chất xơ. Chất xơ là một phần carbon hydrate khó tiêu có trong thực vật, giúp tăng cảm giác no, tốt cho tiêu hóa và tim mạch. Chất xơ thúc đẩy sản xuất axit béo chuỗi ngắn, góp phần điều chỉnh lượng đường trong máu. Theo Hiệp hội Tiểu đường Mỹ, người bị tiểu đường nên tiêu thụ chất xơ tương đương người bình thường, khoảng từ 25 đến 38 gram mỗi ngày. Bữa sáng giàu carbon hydrate tinh chế và chất béo bão hòa là các món ăn sáng có hàm lượng carbon hydrate và chất béo bão hòa cao như cơm trắng, bánh rán, bánh nướng, bánh ngọt. Người tiểu đường nên hạn chế ăn các món này vì dễ làm tăng đường trong máu, không tốt cho tim mạch.